thích thì xài trong xoài đó. Từ bữa đây xuống ha. Trời ơi, so với đường bên bên ngoài nó một trời một vực luôn. Hạ tầng nó lại cực kỳ tốt luôn. Quá là đáng tiếc cho Đồng Nai và cho Biên Hòa. Khi mà số lượng khu công nghiệp đó, là một thành phố nổi tiếng và khu công nghiệp phát triển khá là sớm so với những khu vực bên lân cận như là Bình Dương, Bình Phước. Vậy mà hạ tầng của Bình Dương, Bình Phước bây giờ nếu mà so ra thì đã bỏ Đồng Nai một đoạn tương đối rồi đó. Chạy xe bên này rất là sướng. Và thú thật là cũng ít khi nào gặp công an giao thông ở bên này lắm. Còn ở bên Đồng Nai thì trời ơi thôi rồi. Đường thì nó rất là chén. Mà công an giao thông thì đứng chỗ nào cũng đứng hết á. Hy vọng là sau này có camera phạt nguội gắn nhiều rồi đó thì mấy anh bớt đứng ngoài đường đi. Chứ mà thấy mấy anh đứng ở ngoài đường nhiều quá mà những chỗ kẹt xe thì không thấy mấy anh đâu á thì nó rất là cũng kỳ. Đây là đi ra khỏi khu vực trung tâm rồi, nhưng mà phải công nhận là hạ tầng vẫn rất là chỉnh chu, rất là đẹp. Cái này mà so với cái đường quốc lộ 1A mà khu vực mà đi qua Biên Hòa thì thôi rồi, làm sao mà bên đó bằng được. Quốc lộ 1 đi khu vực mà đi qua Long Khánh cái gì ha, trời ơi thôi thua luôn. Đi vào giờ này thì cái lúc mình đi á, mặt trời ở đằng sau lưng của mình, đi như vậy nó sẽ đỡ mất sức hơn. Và lúc về, lúc mà về á, mặt trời chiếu thẳng vào người phía đằng trước á thì nó mệt lắm, nó mất sức lắm. Với lại cái tầm nhìn khi mà mặt trời đằng sau lưng của nó rất là tốt, nó quay cái cảnh quay lên nó cũng đẹp nữa. Còn khi mà mặt trời đang trước mặt thì thôi mình chẳng quay đâu, tắt máy quay được giờ rồi, mấy thước phim nó quay về cũng chẳng xài được. Không biết giờ này anh chị em theo dõi kênh mình có còn chạy xe vòng vòng nữa không ta? Chứ mà thú thật đó là mình mà lâu thì lâu mà mình không được chạy xe như thế này á, mình cảm thấy rất là bức bối luôn. Không biết có phải là do cung nhân mẹ là cái tính nó hay đi không, nhưng mà rõ ràng đó là lâu lâu mà được chạy một chuyến như thế này á thì nó rất là dễ chịu. Nhưng mà khá là đáng tiếc đó là vì con mình còn nhỏ quá, không thể gửi hai đứa rồi, không thể gửi hết cho ông bà được, nên mình không thể mang vợ mình theo mấy cái chuyến này. Chứ không mà hai vợ chồng cùng đi thì chắc là sẽ là vui lắm.
quá đã. Đây mà được chạy một cái tour Tây Bắc, Đông Bắc thì thôi khỏi nói. Nhưng mà mùa này mà đi Tây Bắc và Đông Bắc thì chắc là lạnh lắm. Mình thấy sương mù lạnh đang cái diện gió mùa rét bước rén muốt rồi này đó. Theo mình để ý mấy kênh mà người ta hay đi ở khu vực ngoài đó thì có vẻ là tầm khoảng tháng cái thời gian đẹp nhất để đi là độ khoảng tháng mùa thu á, mùa thu ở ngoài đó, thời điểm tháng 8 hoặc tháng 9 rồi ta, tháng 9 tháng 10 gì á. Thì ở trong này thì tháng 9 tháng 10 lại là cái thời điểm xấu, tại vì đó đang là mùa mưa. Mùa mưa ở trong miền Nam mà mùa lũ lụt ở miền Trung, nhưng lại là một cái mùa rất là đẹp ở ngoài khu vực miền Bắc. Trời thì nắng ấm, nhiệt độ lại mát mẻ. Mùa hè thì nó quá nóng, mùa đông thì nó quá lạnh, chỉ có mùa thu là thích hợp nhất. Hy vọng là mình sẽ có một dịp sớm thôi, khi mấy đứa mà nó lớn thì mình cùng với vợ, hai người một chiếc xe, ít đồ đạc, chất lên đi đi một lượt Đông Bắc và Tây Bắc. Năm nay thì vì gia đình cũng nhiều thành viên rồi, với lại xe nhà thì đã được mang ra đảo để phục vụ công việc thôi. Ở ngoài đó cùng bố mẹ mình, nên hai vợ chồng cũng cố gắng bấm bụng mua một chiếc xe ô tô mới 7 chỗ rẻ thôi. Ngay vào cái đầu mà nó Suzuki nó miễn giảm 100% thuế trước bạ, thật ra là nó hỗ trợ chứ cũng không được miễn giảm nữa. Mình sẽ lên một số video clip về chiếc xe mới mua đó, dành cho các anh chị quan tâm tới việc mà mới mua xe ô tô lần đầu chính xác hơn. Thì mặc dù có chiếc xe đó thì rất là tiện, nhưng mà mình cứ thật là đi xe máy như thế này thì nó vẫn có một cái niềm vui riêng. Đi xe ô tô thì nó tiện, nó khỏe, nhưng mà đi xe máy thì nó có niềm vui của việc mình đi xe máy. Lại tính mình ưa đi lung tung vào cái đường này đường kia thì một chiếc xe máy nó sẽ tiện hơn là đi một chiếc xe ô tô, nó dễ mà luồn lách hơn. Nhưng mà cũng không thể nào mà bỏ qua được cái một cái ưu điểm mà mình thấy cảm thấy rất lớn của một chiếc xe ô tô, đó là nếu mà mình đi dọc đường mà thấy mệt quá thì mình hoàn toàn có thể kiếm một chỗ nào đó mình tấp vào, nằm hết ra cái băng ghế phía đằng sau đó, gặp lại hết thành một cái sàn rất là phẳng, chạy bạc ra hoặc là chạy mấy cái nệm ra, có thêm túi ngủ nữa, nằm ngủ cho nó là hết bài luôn. Ít ra thì cũng không rắc rối như xe máy là mình phải dựng lều rồi sợ hãi chuyện người ta rạch lều này nọ.
Đây 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 chính là cái lỗ này đây. Mình sẽ check lại một lần xem có đúng hay không, mất công là lỗ rất là phiền, nhưng mà mình cảm thấy là đây chính là cái chỗ đi vào rồi nè. Từ chỗ này cho đi chỉ có đi thẳng thôi.